Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sóc Trăng vừa phát hiện một xe container chở 640 bao đường cát trắng loại 50 kg một bao, nhãn hiệu nước ngoài, tổng khối lượng 32 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Cụ thể, vào khoảng 5 giờ ngày 17 tháng 5 trên tuyến quốc lộ 60 thuộc ấp Ngãi Phước, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Sóc Trăng phát hiện và dừng kiểm tra xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 77H01680 kéo theo sơ mi rơ móc tải container mang biển kiểm soát 60RM00058 do tài xế Nguyễn Xuân Hùng, sinh năm 1979, trú tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định điều khiển. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 640 bao loại 50 kg một bao đường cát trắng. Tổng khối lượng 32 tấn, ghi chữ nước ngoài trên bao bì nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổ tuần tra thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã lập biên bản và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Long Phú để tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.